Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 hôm nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng và 2 bộ trưởng. Gần 2.000 giáo viên tiếng Anh của Hà Nội sẽ được đào tạo để nâng chuẩn IELTS quốc tế. Nhắc tới sa mạc là nhắc tới cái nóng thiêu đốt. Ấy thế nhưng ở Ấn Độ, một ngôi trường nằm giữa sa mạc được xây dựng như một ốc đảo mát mẻ bởi thiết kế tài tình của các kiến trúc sư. Và chúng ta sẽ ghé thăm ngôi trường này trong phần tin quốc tế ngày hôm nay. Thưa quý vị, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay Quốc hội đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự kỳ họp. Trước khi bắt đầu kỳ họp, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tiến hành công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Chí, Bí thư Trung ương Đảng, làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Chí. Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Chí khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, nỗ lực cao nhất để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ sự công bằng, lẽ phải, lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng một nền tư pháp liêm chính theo yêu cầu của Đảng, nhà nước. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nghỉ công tác, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân. Sau khi Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 8 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Chúng ta tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực của năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trước mắt đề nghị các cơ quan hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội,
tiếp tục nghiên cứu, chủ động, khẩn trương chuẩn bị các nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan. Đồng thời, cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, quyết nghị công tác nhân sự đạt sự đồng thuận và thống nhất cao. Cũng trong chiều nay, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân 5 đồng chí, là niềm vui chung của Chính phủ, là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Đánh giá các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương và trung ương, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến pháp và pháp luật, tập trung tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy, đặt kỳ vọng lớn đối với Chính phủ trong công tác xây dựng đất nước trong những năm tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết thống nhất, với sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành địa phương cùng toàn dân toàn quân ta, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Bùi Thanh Sơn, đồng chí Hồ Đức Phước, đồng chí Đỗ Đức Duy, đồng chí Nguyễn Hải Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng đã tin tưởng, phân công nhiệm vụ, nguyện phấn đấu không ngừng, giữ gìn và nêu gương, đoàn kết cùng tập thể Chính phủ vượt qua thách thức, đóng góp hết sức cho thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ cơ bản trong những năm cuối của nhiệm kỳ. Tin chúng tôi vừa thực hiện, ngay sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ với 3 đồng chí Phó Thủ tướng và 2 đồng chí Bộ trưởng, chiều tối nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị tin tưởng, điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những cống hiến, đóng góp quan trọng của đồng chí Trần Lưu Quang trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Hồ Đức Phước, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao mà cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, Thủ tướng mong muốn các đồng chí vừa được bổ nhiệm phát huy thế mạnh, kinh nghiệm công tác, đồng cam cộng khổ cùng với tập thể Chính phủ, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu, những kết quả thành tích to lớn của Chính phủ qua các thời kỳ, phát huy đoàn kết thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Vâng, và bây giờ trở lại với một sự việc mà đã vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay, và phóng viên Việt Nam Hôm Nay đang có mặt tại hiện trường. Đó là tại chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
chỉ trong một buổi sáng thì đã có tới 3 lần thang máy bị rơi tự do, trong đó thì có một lần thang rơi từ tầng 18. Và hiện phóng viên Nguyệt Anh đang có mặt tại hiện trường để có thể có thêm thông tin chi tiết gửi đến quý vị. Vâng, chị Nguyệt Anh, hiện đang là giờ cao điểm buổi chiều mà thời điểm người dân tại khu chung cư đi học hay là đi làm về, thì không biết là tình hình thang máy ở đây đã được khắc phục chưa ạ? Dạ vâng ạ, xin chào chị Ngọc Bích, xin chào quý vị khán giả. Sau lưng tôi là 6 thang máy cho khoảng 3.000 cư dân của tòa HH2C này. Theo người dân thì tại tòa nhà cho biết thì là được bàn giao thang máy đưa vào hoạt động khoảng 8 năm nay. Tuy nhiên 2 tháng gần đây thì liên tục xảy ra sự cố. Và chỉ trong sáng nay thì đã có tới 2 thang máy bị lỗi, khiến một người chưa kịp bước vào thì cửa thang đã đóng và tiếp tục đi lên. Còn một trường hợp thì bị tụt thang từ tầng 2 xuống thấp hơn tầng 1 khoảng 50cm. Với trường hợp tụt thang này thì cư dân ở đây cho biết đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế. Nói chung là thang máy thì sử dụng vận hành lâu, thứ hai bây giờ là cái lượng học sinh đi lại, nghĩa là cái dân số tăng lên rất là nhiều ấy. Các em đi học buổi sáng thì thang máy người ta quá tải nhiều thì nó hỏng hóc hơn so với trước nhiều. Và nói thật là hôm nay cũng thấy run bởi vì là con em cũng còn nhỏ ấy. À, với cả là cũng hay phải sử dụng thang trong một ngày nhiều ấy, đâm ra là cũng thấy là sợ. Hôm nay đi cũng vừa bảo với mọi người trong thang là cũng cảm thấy run run ấy. Bức xúc lắm ấy chứ, vì là cái tình trạng như thế thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện về sức khỏe rồi tính mạng, hoang mang ấy. Rất may là sau sự cố sáng nay thì không có ai bị thương. Ban quản lý tòa nhà thì cũng đã cử người đến khắc phục lỗi thang để các thang máy hoạt động trở lại bình thường từ trưa nay. Tuy nhiên mà để khắc phục triệt để sự cố kẹt thang thì chưa biết bao giờ. Và người dân tại tòa nhà thì mong chờ có kế hoạch sớm để người dân có thể yên tâm đi lại. Và đây cũng là sự cảnh báo về sự nguy hiểm khi sử dụng thang máy tại những tòa chung cư đông dân như thế này. Mới đây chỉ trong vòng hơn 2 tháng thôi, riêng tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng, khiến hơn 60 chiếc xe điện du lịch bị thiêu rụi. Thực tế cho thấy là nhiều bãi đỗ xe ô tô, xe máy của khách du lịch trong khu vực nội đô của phố cổ đang thiếu những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Điều này đã đặt ra những yêu cầu cấp bách trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mùa cao điểm của nắng nóng. Rạng sáng ngày 26 tháng 7, một vụ cháy đã xảy ra tại bãi đỗ xe điện của công ty xe điện Hội An, làm 21 xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Trước đó không lâu, vào giữa tháng 5, đám cháy lớn với cột khói cao hàng trăm mét kèm theo nhiều tiếng nổ đã nuốt chửng 40 xe điện chở khách đang đỗ ở nhà xe phía sau ký túc xá trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Thiệt hại của hai vụ cháy nghiêm trọng là rất lớn. Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp khiến nhiều tài xế lẫn du khách cảm thấy bất an khi gửi xe ở các bãi đỗ để tham quan Hội An. Khi mà gửi xe với những cái bãi đỗ xe ở trong khu vực phố cổ thì hầu như chưa thấy một cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nào ở những cái bãi đỗ xe này. Điều này nó cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Các nguyên nhân mà gây cháy chủ yếu là từ cái ý thức trách nhiệm của con người. Và cộng với cái thời tiết nắng nóng hiện nay thì mọi cái vật dụng và chất cháy đều có thể là phát sinh ra cháy. Chỉ cần sơ suất bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt thì cháy xuất hiện. Và khi đó đám cháy sẽ gây ra cháy lan và cháy lớn, cháy có thể gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng. Thành phố Hội An hiện có hàng chục bãi đỗ xe, từ xe ô tô cho đến xe máy rải rác xung quanh khu phố cổ. Nhưng lại không có hoặc là có rất ít phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trước những nguy cơ cao về cháy nổ, bắt buộc chính quyền nơi đây đã phải nhanh chóng đưa ra giải pháp phòng ngừa. Vấn đề kỹ thuật thì phải tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị cấp trên để có những cái quy định cũng như có những cái giải pháp làm thế nào đó để đảm bảo an toàn cho các vấn đề phòng cháy nói chung, đặc biệt là phòng cháy trong vấn đề quản lý các cái bãi xe điện như hiện nay. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận định, ngoài vai trò của chính quyền địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, thì việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết. Đối với Hội An, việc phòng ngừa cháy nổ trước tiên là vấn đề an toàn cho người dân địa phương và cũng là để góp phần giữ gìn, xây dựng thương hiệu về một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện với du khách gần xa. Những ngày qua, hàng nghìn học sinh lớp 1 ở các vùng núi cao đã được tới trường, làm quen với môi trường mới. Giáo viên phải tới từng nhà để vận động học sinh ra lớp. Các em như những trang giấy trắng được các thầy cô giáo rèn viết từng nét chữ đầu tiên. Và nhờ có 2 tuần làm quen trước khi vào năm học chính thức, học sinh lớp 1 đã hòa nhập tốt vào việc học tập và chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ở vùng cao, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai.
Hôm nay chuẩn bị vào năm học mới, các thầy cô ở trường tiểu học số 1 xã Trắng Trải đi vận động các em học sinh chuẩn bị vào lớp 1. Các em ở đây rất là khó khăn, nhà thì ở xa, cho nên phải đi từng nhà, có từng cửa vận động bố mẹ cho các em đi học. Chào bạn Long nhá. Phải đi ở bán chú rồi đi học ở đấy một tuần, xong rồi hết cuối tuần mới được về nhà nhá. Trước đây thì có khi là thầy cô đến gọi các con đi học là bố mẹ, có khi có bố mẹ còn đuổi thầy giáo, cô giáo về, mà có khi bảo con trốn đi, thầy giáo không tìm được con này đi. Còn bây giờ thì nhân dân cũng được phát triển hơn, nên đi vận động các con đi học là cũng rất đơn giản. Có những buổi tối thì đi đến nhà học sinh thì trời tự nhiên đổ mưa, có hôm thì phụ huynh ở nhà đường rất là trơn, có khi còn bị ngã cơ. Thế nhưng mà bằng cái tình yêu nghề thì chúng tôi vẫn quyết tâm để vận động các em ra lớp đầy đủ. Đi bên kia xuống này, đây dưới có một cái cầu này. Đi đó. Đi nhanh là ngã luôn, sợ lắm giờ này. Ôi trời ơi. Bảo cẩn thận mà. Bình ơi, có nhà không Bình ơi? Thầy cô giáo đến này. Ăn cơm chưa? Ăn chưa à? Có thích đi học không? Thế thì ngày mai phải đi học vào lớp 1 nhá. Tôi rất mong các cháu đi học đầy đủ để biết nhiều tiếng phổ thông, sau còn hướng dẫn bố nói và viết, vì tôi không biết chữ. Bạn Bình chào thầy cô giáo to nào. Em chào các thầy các cô ạ. Rồi, chào bạn Bình nhá. Thứ nhất là học nền nếp, và thứ hai là sẽ được các thầy cô giới thiệu về cái bộ sách của mình và đồ dùng học tập ở trong lớp. Toàn trường tôi có 253 học sinh, và năm học mới này thì chúng tôi được đón 52 em học sinh lớp 1. Chúng tôi đón các em học sinh lớp 1 trước 2 tuần để chuẩn bị cho các em được làm quen, được ổn định để chuẩn bị cho năm học mới. Trường của em bé bé. Đa số học sinh của huyện Simacai thì là học sinh thuộc cái đồng bào dân tộc thiểu số. Dạy học là tăng cường cái tiếng Việt cho cái học sinh này và rèn cho các em những cái kỹ năng học tập và nhấn mạnh vào cái kỹ năng đọc và viết. Còn sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông chính thức tựu trường. Trước đó một tuần thì học sinh tiểu học cũng đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học mới. Đây là đợt tựu trường được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Trước ngày khai giảng, thành phố Hồ Chí Minh kịp khánh thành đưa vào sử dụng 13 trường học mới với 500 phòng học. Các thầy cô giáo, các trường học cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về trường lớp, cơ sở vật chất để đón học sinh bước vào năm học mới. Trong tuần đầu tiên sau ngày tựu trường, hầu hết các trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm giúp học sinh làm quen với nội quy và quy định mới. Sau lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 sắp tới, học sinh sẽ chính thức bắt đầu chương trình học của năm học 2024-2025. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ. Đây là bước quan trọng cuối cùng để đảm bảo thí sinh trúng tuyển và có tên trong danh sách tân sinh viên. Cùng với đó, thì các em cần làm thủ tục nhập học tại các trường đại học theo hướng dẫn riêng. Hiện nhiều trường đại học đã tổ chức nhập học với hình thức trực tuyến trực tiếp hoặc là kết hợp cả hai, trong khi đó thì những trường đã sang tháng 9. Khu vực hội trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ngay trong ngày đầu tổ chức nhập học, rất đông tân sinh viên đến làm thủ tục sớm. Một quy trình nhập học với cụ thể từng khâu bước là cách để nhà trường nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Đọc ở trên thông báo của trường, em đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến đây để nhập học. Dự kiến là phải hết một buổi chiều cơ, thế nhưng mà cho đến thời điểm này đã xong rồi ạ. Các em sẽ hoàn thiện hồ sơ trước trên mạng, sau đó các em mang hồ sơ trên mạng lên đây và xác minh lại với hệ thống, cái thời gian nhập học của các em sẽ nhanh hơn. Sau thủ tục giấy tờ cần hoàn thiện, nhà ở là trăn trở của nhiều tân sinh viên, phụ huynh ở xa ngay trong ngày đầu nhập học.
Ban đầu là em định đăng ký ký túc xá nhưng mà là hết lượt rồi nên là em sẽ đi tìm trọ, và trong chiều nay nếu mà làm xong hồ sơ thì em sẽ đi. Lo nhất là chỗ ăn chỗ ở mà để tham đảm bảo cuộc sống con gái để cho các bạn học tập tốt. Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, một mã QR với danh sách các địa chỉ nhà trọ được gửi tới tân sinh viên có nhu cầu. Còn tại trường Đại học Đại Nam, hơn 1.000 chỗ ở đảm bảo điều kiện đã được nhà trường khảo sát và chuẩn bị trước, sẵn sàng cung cấp thông tin cho sinh viên. Cho các bạn tham gia vào group chung của học viện và trên đó là dành riêng cho các bạn tân sinh viên để các bạn tự trao đổi về nhu cầu ở nhà trọ ghép cùng với nhau. Nhà trường cũng đã đi khảo sát và chuẩn bị hơn 1.000 chỗ ở xung quanh của nhà trường, đảm bảo đủ các cái điều kiện phục vụ nơi ăn ở để chuẩn bị cho các thí sinh. Từ nay đến cuối tháng 8, hàng loạt trường đại học tiếp tục hoàn thiện nhập học cho tân sinh viên. Song hành với việc nhập học, nhiều trường cũng đã công bố tuyển sinh bổ sung, chỉ tiêu mỗi trường từ vài chục đến cả nghìn sinh viên. Hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ. 1.900 giáo viên tiếng Anh của Hà Nội sẽ được đào tạo để nâng chuẩn IELTS quốc tế. Ngay trước thềm năm học mới, Hà Nội đã triển khai hoạt động này vừa để nâng cao khả năng giảng dạy của giáo viên, vừa thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Cô giáo này đã được sang Australia đào tạo về tiếng Anh. Cô đạt 7.5 IELTS. Không chỉ cô, mà hơn 200 giáo viên Hà Nội đã được đi nước ngoài học tập như vậy. Họ sẽ cùng với các chuyên gia và giảng viên ở các trường đại học đào tạo cho 1.900 giáo viên tiếng Anh của thành phố Hà Nội để nâng chuẩn IELTS. Và đặc biệt là trải qua một cái kỳ thi để mà khẳng định cái mức chuẩn của các giáo viên. Từ đó mà các giáo viên này sẽ là cái điều kiện tốt nhất để giúp lan tỏa, giảng dạy cho các cái thầy giáo, cô giáo ở tại các trường học trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Nâng chuẩn cho giáo viên là bước đầu tiên để thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Cùng với đó, thời lượng học tiếng Anh trong nhà trường, sĩ số trong các lớp học phải được thay đổi thì mới đảm bảo cho học sinh thực hành đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Cái môi trường mà để các con có thể nói, nghe, đọc, viết nó chưa thực sự được phát huy, thế nên là cũng còn số đông các con ở trong lớp là cũng chưa sử dụng được tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, chưa giao tiếp được tốt. Khung lượng thời gian chương trình các con không có cơ hội thực hành nhiều. Sĩ số lớp học cũng là một trong những trở ngại mà học viên cũng như là giáo viên và học sinh thì rất là khó khăn để tiếp ứng được cũng như là thực hiện đầy đủ các kỹ năng cho các con. Khi tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thì các môn khác cũng sẽ phải giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là một nhiệm vụ khó khăn mà giáo viên các môn học này cần sớm xác định. Giảng dạy các cái môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng phải thông qua bằng tiếng Anh. Trên đội ngũ các thầy giáo, cô giáo mà giảng dạy các bộ môn này cũng phải được nâng chuẩn về tiếng Anh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo để trình chính phủ kế hoạch từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hiện 27 quốc gia dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai, 67 quốc gia dùng là ngôn ngữ chính thức. Khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới nói tiếng Anh. Hơn một ngày sau ca lấy và ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội, những bệnh nhân được nhận tạng đã dần bình phục. Trong đó, hai bệnh nhân được ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn gồm một phụ nữ 42 tuổi, một người đàn ông 55 tuổi, đều phục hồi tốt. Các chỉ số theo dõi cơ bản ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, lượng nước tiểu ra tốt. Đây là hai bệnh nhân suy thận và đã phải lọc máu chu kỳ nhiều năm. Ngoài ra, hai ca ghép gan và ghép tim đã diễn ra an toàn vào ngày hôm qua. Còn ca ghép giác mạc sẽ được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện trong vài ngày tới. Bệnh nhân được nhận tim từ người cho chết não thì cũng đã được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và đã tỉnh lại. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 8, một người đàn ông tại Hà Nội sau tai nạn giao thông đã bị chết não. Gia đình anh đã đồng ý hiến tạng và giác mạc của anh để cứu người.
Vâng, và trong những cuộc lấy ghép tạng thì thời gian quý giá được tính bằng giây, bằng phút. Để trái tim vừa rồi được đưa từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh an toàn, đảm bảo các chỉ số để thực hiện ghép là cả một sự nỗ lực vô cùng to lớn của các bác sĩ và sự hỗ trợ của nhiều lực lượng khác, từ lực lượng cảnh sát giao thông, hàng không. Và như trong clip mà chúng ta cũng đang được theo dõi đây, thì quý vị có thể thấy là ngay trong đêm qua thì các bác sĩ cũng đã khẩn trương hết sức có thể để vận chuyển quả tim này đi. Và thời gian từ khi mà trái tim được lấy ra khỏi người hiến đến khi mà đập lại trong cơ thể của người nhận thì chỉ có khoảng là 10 tiếng đồng hồ thôi. Khi mà chúng ta được hay tin là bệnh nhân nhận được trái tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tỉnh lại, một lần nữa thì chúng tôi xin dành sự tri ân của mình dành cho những người đã có nghĩa cử cao đẹp, hiến tạng, và cũng dành sự biết ơn dành cho đội ngũ bác sĩ và các lực lượng tham gia hỗ trợ ca ghép tạng. Và cũng xin được chúc mừng cho gia đình và những bệnh nhân đã nhận tạng. Thực sự họ đã được tái sinh thêm một lần nữa. Xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA mới đây đã chấp thuận cho một loại thuốc có tên là Lasertinib dùng cho điều trị ung thư phổi của Hàn Quốc. Và đây là loại thuốc điều trị ung thư đầu tiên của Hàn Quốc được cơ quan này thông qua, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư. Người phụ nữ Hàn Quốc ngoài 70 tuổi này được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 cách đây 2 tháng. Sau khi dùng Lasertinib, một loại thuốc điều trị ung thư phổi trong nước, khối u ở phổi trái của bà đã giảm đáng kể kích thước. Tôi tiếp tục dùng thuốc này vì tình trạng của tôi đã cải thiện và tôi đã có chút hy vọng. Người đàn ông này cũng được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 cách đây 2 năm. Kể từ khi ông bắt đầu dùng thuốc điều trị ung thư phổi Lasertinib, bệnh ung thư của ông đã ngừng tiến triển thêm. Lúc đầu tôi cũng lo lắng, nhưng sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi cảm thấy khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Lasertinib nhắm vào đột biến ở gen EGFR, nguyên nhân gây ra ung thư phổi. Loại thuốc này chủ yếu được kê đơn cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 có đột biến EGFR, chiếm khoảng 30% tổng số ca ung thư phổi. Loại thuốc này được phát hiện có hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa di căn não. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thuốc điều trị ung thư phổi Lasertinib đã trở thành loại thuốc điều trị ung thư đầu tiên của Hàn Quốc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận. Sau quy trình định giá, loại thuốc này dự kiến sẽ được tung ra thị trường Mỹ trong năm nay. Chính quyền bang Sao Paulo của Brazil cho biết là các vụ cháy rừng đang ảnh hưởng tới 42 thành phố và khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng. Cảnh báo cháy rừng cấp độ cao nhất đã được ban bố tại tất cả các thành phố này. Và theo giới chức địa phương thì tiết trời khô nóng trong những ngày gần đây đã tiếp sức cho giặc lửa. Cháy rừng có thể lan nhanh do gió mạnh dẫn tới nguy cơ thiêu rụi nhiều khu vực thảm thực vật tự nhiên. Ước tính hơn 760.000 hecta rừng tại nước này bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng. Giới chức Brazil đã triển khai máy bay quân sự tham gia chống cháy rừng đang tàn phá bang Sao Paulo ở đông nam của nước này, đồng thời phong tỏa 15 tuyến đường để phòng nguy cơ từ cháy rừng. Tại Australia, một số trường học đang tích hợp giáo dục về biến đổi khí hậu vào các môn học chính. Điều này đang giúp học sinh hiểu rõ hơn và ứng phó linh hoạt hơn với những lo lắng về môi trường. Tại trường tiểu học Hakaway ở Melbourne, Australia, bộ dụng cụ sơ tản trường học hiện là ưu tiên hàng đầu của Ủy ban phòng cháy rừng. Bình chữa cháy là thứ chúng ta sử dụng nếu mức độ nguy hiểm cháy nổ cao hoặc có hỏa hoạn xảy ra gần bạn. Việc giảng dạy về môi trường đã trở thành tâm điểm của chương trình học của trường Hakaway. Học sinh không chỉ học về sinh thái biển, động vật hoang dã, mà còn trực tiếp tham gia vào việc giám sát tình trạng của các con suối gần trường. Giáo viên và học sinh còn cùng nhau thảo luận về cách bảo vệ môi trường trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng gia tăng. Theo hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu quan trọng nhất là giúp học sinh trở thành chuyên gia về phát triển bền vững. Chúng tôi muốn các em có những ý tưởng để giúp ích cho môi trường, giúp ích cho tương lai của hành tinh. Và xa hơn nữa là giúp các em làm những việc thực sự khiến các em thấy phấn khích và hy vọng về tương lai của mình.
Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có cách tiếp cận tương tự. Nhiều giáo viên vẫn e ngại khi đưa chủ đề biến đổi khí hậu vào lớp học vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ cộng đồng. Một số giáo viên nói rằng biến đổi khí hậu quá khó hoặc cộng đồng chưa sẵn sàng cho điều đó. Thậm chí có giáo viên từ chối dạy về chủ đề này. Mặc dù chương trình giảng dạy quốc gia đã được cập nhật vào năm 2022 để tăng cường nội dung về biến đổi khí hậu, việc triển khai vẫn chưa đồng đều. Hiện tại, chỉ khoảng 30% các trường ở nước này tích cực giảng dạy về chủ đề này, trong khi phần lớn còn lại vẫn do dự vì lo ngại về thiếu nguồn lực và phản ứng từ cộng đồng. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt đối với thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh thành lân cận khi mà mưa liên tiếp vào ngày 25 và 26 tháng 8. Năm nay, Trung Quốc chứng kiến mưa lũ hoành hành không chỉ ở miền Nam mà ngay cả miền Bắc, vùng ôn đới vốn ít mưa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với nguy cơ lũ lụt ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Tây. Hai ngày 25 và 26 tháng 8, mưa lớn ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Tây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp lũ lụt sông Hải Hà với dự báo mưa to và rất to ở lưu vực con sông lớn ở thành phố Thiên Tân này. Cơ quan chức năng yêu cầu các bộ phận ứng phó khẩn cấp trực chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thiệt hại nặng nề nhất là trận mưa lũ tuần trước ở tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 11 người chết, 14 người mất tích. Thiệt hại tài sản lên đến gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả thông tin liên lạc, đường xá, điện lưới, di dời hàng chục ngàn hộ dân về nơi ở cũ sau sơ tán. Trung Quốc hiện vẫn đang mùa lũ chính với lượng mưa lớn rải rác tấn công cả khu vực phía Bắc và phía Nam. Tháng 7, thiệt hại về vật chất do lũ lụt gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tháng 8, con số thiệt hại dự báo cũng sẽ tăng. Ảnh hưởng cả La Nina và El Nino nên nhiều vùng ở Trung Quốc phải hứng chịu đan xen mưa xối xả và nắng như thiêu đốt. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng khá lớn đến mùa màng, khiến nhiều loại nông sản ở các thành thị tăng giá. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban leo thang nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Sullivan hôm qua cho biết Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông sau cuộc không kích gần đây giữa Israel và Hezbollah. Tất cả các bên trong khu vực có trách nhiệm phải hành động hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng và ổn định. Chúng tôi đang tích cực làm việc tại Cairo và các bên để hướng tới lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin mà Tổng thống Biden đã vạch ra. Mục tiêu cuối cùng là đạt được ổn định trong khu vực. Và tất nhiên, một phần của điều đó là hướng tới giải pháp hai nhà nước cho người dân Palestine. Ai Cập, Nhật Bản cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn căng thẳng leo thang trên mặt trận Liban nhằm tránh một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế ngăn ngừa xung đột lan rộng, thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, đảm bảo việc thả con tin và tiếp cận một cách vô điều kiện hàng viện trợ nhân đạo y tế. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua cũng ra thông báo bày tỏ lo ngại về tình hình, kêu gọi tất cả các bên ưu tiên đối thoại và kiềm chế các hành động leo thang hơn nữa. Nỗ lực của cộng đồng quốc tế được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc tại Cairo, Ai Cập ngày hôm qua mà không đạt được thỏa thuận nào, khi cả Hamas và Israel đều không nhất trí với một số điều kiện do các bên trung gian đưa ra. Hamas bác bỏ việc tiến hành thảo luận các điều kiện mới mà Israel đưa ra, trong khi Israel vẫn kiên quyết duy trì sự hiện diện của quân đội nước này tại hành lang Philadelphia dọc biên giới Ai Cập-Gaza, một trong những điểm bế tắc chính của đàm phán ngừng bắn. Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ trước đến nay với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 50 độ C. Bang Rajasthan vốn bao gồm một diện tích sa mạc rộng lớn cũng không tránh khỏi tình trạng này. Để đối phó với nắng nóng thì các kiến trúc sư đã thiết kế nên một ngôi trường có khả năng làm mát tự nhiên, vừa độc đáo về thiết kế, vừa bảo vệ sức khỏe của các thầy cô giáo và học sinh. Giữa cảnh nóng oi ả của sa mạc Thar ở Ấn Độ, nơi nhiệt độ vào mùa hè lên tới hơn 50 độ C, ngôi trường này nổi lên như một ốc đảo mát mẻ với sự kết hợp giữa các kỹ thuật lâu đời và thiết kế hiện đại.
Trường nữ sinh Rakumari Ratnavati sử dụng loại sa thạch màu vàng đặc trưng của bang Rajasthan. Giống như pháo đài, ngôi trường có những bức tường đá vụn dày giúp phản xạ nhiệt, trong khi bên trong được chát vôi, một vật liệu xốp giúp điều chỉnh độ ẩm và hỗ trợ làm mát tự nhiên. Tuy nhiên, không giống như pháo đài cổ, phần mái của trường được lắp đặt các tấm pin mặt trời. Ở một khu vực thường xuyên bị cắt điện như bang Rajasthan, hệ thống này cung cấp toàn bộ năng lượng cho trường một cách hiệu quả. Điểm độc đáo của tòa nhà này là các phòng luôn mát mẻ vào mùa hè nhờ thiết kế hình bầu dục, cho phép thông gió chéo. Các phòng học được chát vôi bên trong và sân thượng được lá gạch trắng, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Các lớp học được bố trí xung quanh một sân hình bầu dục mở giống như đấu trường La Mã. Các bức tường có lưới thông gió tạo bóng râm, đồng thời tạo điều kiện lưu thông không khí. Cửa sổ cao cho phép khí nóng thoát ra. Nhờ cách xây dựng này, nhiệt độ bên trong trường có thể thấp hơn tới 20% so với nhiệt độ bên ngoài. Cháu thích đi học lắm ạ. Ở trường có bạn bè, có sân chơi, nhất là lại còn mát nữa, cứ như lắp máy lạnh ấy ạ. Dù các thiên tai như lũ lụt có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của kết cấu, làm giảm hiệu suất nhiệt của tòa nhà. Tuy nhiên, với thiết kế độc đáo, ngôi trường này đang làm tốt nhiệm vụ của nó là bảo vệ sức khỏe của các thầy cô giáo và học sinh giữa thời tiết nắng nóng, đồng thời tạo thêm nhiều hứng khởi cho trẻ em tới trường. EE, một trong những nhà điều hành mạng di động lớn nhất của Vương quốc Anh ngày hôm nay cho biết là công ty sẽ đưa ra hướng dẫn mới khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ dưới 11 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh là các bậc phụ huynh tại nước này đang ngày càng lo ngại những cạm bẫy tiềm ẩn của việc tiếp cận điện thoại thông minh đối với thanh thiếu niên. Nghiên cứu mới nhất của cơ quan quản lý truyền thông Vương quốc Anh cũng cho biết là khoảng 1/4 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi ở Anh có điện thoại thông minh. EE cho biết là hướng dẫn mới của công ty sẽ khuyến cáo các bậc phụ huynh chỉ cho trẻ sử dụng điện thoại có các tính năng cơ bản, nhắn tin và gọi điện. Ngoài ra, hướng dẫn cũng khuyến cáo nên bật các tính năng kiểm soát của phụ huynh đối với thanh thiếu niên dưới 16 tuổi và hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ dưới 13 tuổi.